Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Cuộc sống rối ren, Mạnh Quỳnh rơi nước mắt, tuyên bố điều phũ phàng với Phi Nhung. Tuyên bố của Mạnh Quỳnh, người tình sân khấu 20 năm với cố ca sĩ Phi Nhung khiến người hâm mộ không khỏi thương xót, lo lắng. Sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung là nỗi mất mát lớn đối với người thân, fan hâm mộ, mà chính với ca sĩ Mạnh Quỳnh, đó là người hơn 20 năm làm đồng nghiệp, bạn diễn của giọng ca Bông Điên Điển. Tuy nhiên dù đã 4 tháng trôi qua, kể từ ngày cố ca sĩ qua đời, dù gắng gượng mạnh mẽ, nhưng nam ca sĩ vẫn giữ lại khoảnh khắc yếu mềm khi gặp nhiều rắc rối. Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Mạnh Quỳnh đã phải livestream để giải bày tâm sự cũng như suy nghĩ của mình với người hâm mộ trong cuộc nói chuyện trên sóng trực tiếp. Nam ca sĩ Mạnh Quỳnh không giấu được những giọt nước mắt. Anh tuyên bố không muốn nhắc tới Phi Nhung nữa. Không chỉ trong cuộc trò chuyện mà ngay cả khi đi diễn, Mạnh Quỳnh cũng không muốn khán giả nhắc tới Phi Nhung. Nam ca sĩ muốn dằn lòng mình lại để cuộc sống trở về bình thường. Không có sự trách móc, không có gì nghĩ, cũng không có sự hiểu lầm, cũng như đặt điều cho mối quan hệ trong sáng của cả hai. Bản thân của ca sĩ Mạnh Quỳnh thừa nhận rằng, suốt 4 tháng qua, Mạnh Quỳnh vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi nhớ Phi Nhung. Anh không thể chấp nhận sự thật, người tình sân khấu đã ra đi. Để lòng an yên, anh từ chối tất cả những show diễn yêu cầu anh song ca với những dòng nữ khác. Khi đi diễn, mọi người vui vẻ chúc tụng, anh vẫn tròn vét đen, sơ mi trắng thắt cà vạt đen như một cách để tang người bạn tri kỷ. Kỷ niệm luôn là thứ khiến trái tim quặn thắt, nhất là khi Mạnh Quỳnh đã làm bạn với Phi Nhung suốt hơn 20 năm qua. Năm ngoái anh vẫn còn cùng Phi Nhung, bàn bạc để lên kế hoạch cho live show 20 năm ca hát ở hải ngoại. Thì hôm nay mỗi người đã một ngả âm dương ly biệt, Mạnh Quỳnh chỉ có thể gửi tới nỗi nhớ với người bạn hiền vào những ca khúc do anh sáng tác. Được biết Mạnh Quỳnh và Phi Nhung quen nhau từ đầu tiên năm 1995 khi được xếp song ca. Kể từ đó cái duyên đã giúp họ càng thêm thân. Cái tên của cả hai gắn liền với những ca khúc như Đừng Nói Xa Nhau, Sầu Tím Thiệp Hồng, Hai Đường Nghèo, Tân Cổ Giao Duyên, Mạnh Quỳnh và Phi Nhung đã trở thành cặp đôi song ca vàng để mỗi khi nhắc tới, một người là không thể thiếu vắng người kia. Lúc sinh thời, vì quá thân thiết với nhau mà Mạnh Quỳnh và Phi Nhung bị hiểu nhầm là người yêu, vợ chồng ngoài đời thật. Bản thân nam ca sĩ từng thú nhận hát với Phi Nhung là tuyệt vời nhất bởi cả hai tự nhiên, hát bằng cảm xúc. Trong khi đó, Phi Nhung từng nhận xét Mạnh Quỳnh là người yêu không phải yêu, người tình không bao giờ cười, mối quan hệ của cả hai được khán giả vô cùng ngưỡng mộ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!